và năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện với hơn 10 đợt và gần 3.600 chiến sĩ mới từ các quận. Hiệu quả truyền thông của đề án 52 về kiểm soát dân sinh tốt đẹp đến đơn vị và mong đơn vị phấn đấu. Đề ra như thế là thấy là rất là. Hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống 85 năm của đoàn và truyền thống của tuổi trẻ thành phố thông qua các diễn đàn hội thi gặp gỡ giao lưu hành trình. Vẫn có thể nghe được chương trình như bình thường, không cần phải có radio đâu. Các thính giả vào www.voh.com.vn, chúng ta nhìn ở bên phải phía trên của màn hình đó thì có Google FM 99.9, biết giờ đó đúng giờ chương trình phát sóng thì có thể nghe được âm nhạc. Muốn nghe lại sau đó thì sáng tác của tác giả Hoài Linh qua giọng hát của Hoài Linh nhóm Mắt Ngọc.